Bé bị sao vậy? Bé ơi, bé bị sao đi? Ai lại bỏ rơi đứa bé ở đây nhỉ? Con quá, ai lại bỏ con ở đây nhỉ? Ăn dậy cho con đi nhá. Bà cảm ơn cháu nhá. Để uống nước bà ơi. Cô xin cháu nhá. Để sáng nay nhấp thì đi bán. Ba ơi, đi chợ bán thịt có sao không? À đấy, đi cổ đấy. Đi cả một buổi sáng đấy. Cháu ơi, nhận được cái chứng nhận. Cháu lên thuê không? Ừ, em có cao không? Em có cao không? Từ nhá, ngã nhá. Có bê cao hay sâu không? Có bằng không? Có. Và đu cho nào. Em không? Đâu. Mắt không? Bên bà để đâu ấy bà? Chứ mà chứ đây. Thì bà đi lấy cây rồi cho. Được, đó mới đào cái này. Ừ, chưa từng thấy được đâu. Thank you.
Cháu ơi, lấy con dao này đi rửa. Xong thì mình bổ dưa ăn. Ngon không? Có, ngon lắm bạn. Dừa này mới ngọt cơ. Dừa trắng này mới ngon. Dạ, ngọt lắm bạn ơi. Ngọt. Dừa đen đen kia chẳng ngon như thế này đâu. Mà đây con da xấu cũng ra. Quả này chắc ngon hơn nhỉ chỗ này. Vâng. Bà ăn đi. Ăn đi. Vâng. Mày ăn mai, ngon nhỉ. Mai mình tìm chỗ này trồng thôi nhỉ. Vâng. Ngon lắm. Bà đi ăn đây. Rồi mình vác cây xong trồng đây nhà bạn. Ừ. Cây cột. Để giao bà lấy con này đi. Hay chuyện thế mà. Mà đi lên quạt. Đặt xem, có bằng không? Cái tên này là cái gì?
cao quá hay là mình là bê cái tấm cầu thang kia, chân cầu thang kia thì lại kia lại cao quá. Cho xuống để bạn đạp cái này, hướng cho cái này lên. Tí nhá, để bà buộc cây này nhá. Vâng, tí không có thứ đấy. Để cái đầu sang kim tí mới bỏ. Mẹ nó tua đấy. Bên này được xuống nghỉ ngay đã, nắng quá. Xuống nghỉ ngay đã. Thank you.
chưa? À, hay là vừa bà. Bà lấy cái mano. Quên cả áo không ạ đi. Bây giờ cháu bộ rồi, bây giờ ba lấy lá về nha nhé. Bà lấy cái cây về cho cháu đây. Dạ. Cho cháu một cái lạt nữa. Sắp được chưa cháu ơi? Được thì xuống đây bà đỡ cái cầu thang này cho cháu xuống. Từ từ nhá, xuống đây cái nón xuống.
Chở đi cẩn thận nhá. Vâng. Ok, bà ơi. Bà ơi. Bà đưa con chó về đi. Gọi con chó về đi. Con biết đường về bà. Vâng. Về nhà đi. Anh công thì về nhà.
cân 10.000 đâu lấy không? Alo, anh à, em về đến đâu rồi đấy? Em ở đây đợi nhá.
con cầm súng của con đi nhá. Mẹ đi vệ sinh tí nhá, con ở đây đợi mẹ nhá. Mẹ đi nhanh lên về nhanh nhá. Vâng. Alo, anh à, anh nhanh đến nhá. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, con đau bụng quá mẹ ơi. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Mẹ ơi, bé bị sao thế? Con
Mẹ, mẹ bị sao thế? Con đau bụng con. Bé ơi, mẹ bị sao thế? Ai lại bỏ rơi đứa bé ở đây nhỉ? Con đau bụng con. Con sao thế con? Con đau bụng à? Thương con quá, ai lại bỏ con ở đây nhỉ? Anh dạy cô con gì nhé. Quá, ai là bỏ con ở đây nhỉ? Người mẹ nào mà vô tâm là bỏ con giúp con ở đây nhỉ? Thương con lắm. Bước làm đến giờ của cô nhá. Cố gắng lên nhá. Cố lên. Nói nữa ai là con thân này? Bỏ con ở đấy một mình. Xuống giúp cháu với. Ai này? À, đấy cháu đi về xong gần tụi cháu đây nằm dưới đường. À, thương quá xong cháu phóng về lều nhà mình ngay bà. Ừ. Thế con cháu lên trước đi. Bà giúp cô cái này. Không biết ai đâu. Bà cháu ở viện dưới đường bà. Biết đấy. Ôi. Cháu này đáng thương thật đấy. Nhỏ thế này còn bị người ta bỏ rơi à. Nằm đấy nhá. Đây nhá. Đây nhá. Con nằm đây nhá. Con chờ quá. Để cô đi lấy nước lau người cho cháu nhá. Nước nhá. Vì cháu này đáng thương thật. Nhỏ thế mà bố mẹ nào lại bỏ rơi cháu ấy. Dạ, để cháu lau người cho cháu. Vâng. Cháu nhỏ này đáng thương lắm đấy. Cháu này chắc là đói cơm lắm rồi, để bà đi nấu cơm cho cháu ăn nhá. Cho nhỏ ăn nhá. Nhắm mắt nhá. Thương cháu quá. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Cháu ơi, đi xem đứa cháu nhỏ kia nó tỉnh rồi, kia. Vâng. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Tỉnh à? Trời ơi, đây cô, đây cô ở đây. Đang ở đâu đây cô? À, đang ở liều của cô. Thương cháu quá. Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi cháu? Cháu cảm thấy người hơi mệt mỏi. Cháu nhỏ tỉnh rồi à? À, tỉnh rồi bà. Cháu bảo cháu thấy mệt mỏi. Chắc là nó khát nước rồi, đói cơm nữa. Rồi cháu chưa được ăn cơm phải không? Thế mẹ cháu đi đâu mà bỏ cháu hả cháu? Mẹ cháu bỏ dây cháu đi theo người khác rồi. Thương quá, thương con cháu nhỉ. Chắc cháu đói cơm lắm rồi, để bà đi nhóm lừa nấu cơm cho cháu nhỏ ăn nhá. Cô với bà nấu cơm cho cháu nhá. Nằm đây, cháu nằm đây nhá. Để cô với bà đi nấu cơm nhá. Vâng. Thế ăn đâu nhỉ, gì nhà bà nhỉ? Ừ, hôm qua bỏ đó ở dưới đi.
xem có được quá không? Vâng. Nếu thì hãy chọn con gà nữa nào. Để ta chọn đó đi. À rồi. Cái này cũng được nhiều. Ừ, bà đi xem con gà bắt được không? Bắt con mổ cho cháu nhỏ ăn. Nó đang ốm kìa. Vâng. Cháu nhỏ ơi, dậy tí nha, tỉnh nhỉ, ăn cơm. Bà ơi, bà xuống gặp mẹ.
Bà không thấy mẹ cháu ở đâu ạ? Thế cháu đi đâu, mẹ cháu không đi đâu, không bảo cháu à? Không, mẹ của cháu bảo là mẹ của cháu đi vệ sinh xong rồi mẹ của cháu đi lên xe của người khác, mẹ của cháu để bảo cháu đi rồi. Bỏ cháu rồi á? Lại đi xe theo người ta đi rồi á? Con nhớ mẹ cháu lắm. Mẹ không nhớ cháu rồi, mẹ bỏ cháu thì cứ ở đây với bà với cô đi. Lúc nào mẹ nhớ mẹ tìm nhá. Ở đây với bà với cô ở đây thôi. Mẹ cháu không thương cháu, mẹ cháu mới bỏ cháu đi nhá. Rửa tay rồi cho tí rau chín ăn cơm nhá. Cô dậy rồi à cháu? Cho bà sang bên kia, bà bảo chiếu mọi người để ăn. Bên đây đường bà và chiếu. Cháu bỏ cháu, con bố cháu đi đâu? Mẹ cháu bảo là bố cháu mất từ cháu đang sinh ra được 1 tuổi. Thế á? Vâng. Thế bây giờ cháu không biết đi theo ai rồi, mẹ lại bỏ rồi, cứ ở đây với bà nhá. Ừ. Với bà với cô nhá. Ừ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Ngân. Thế cháu được bao nhiêu tuổi rồi? Cháu được 9 tuổi rồi. Bây giờ cô mới biết gọi tên của cháu là Ngân với bà nhỉ, mới biết gọi tên nhá. Thì cô có thế năm nay cháu học nhỉ? Lớp mấy rồi? Năm nay cháu lên lớp 5. Thời gian này cháu được nghỉ hè à? Thi rồi à? Thi xong rồi. Thi xong rồi à? Ở đây với bà nhá, cô đi nào một lúc là được ăn rồi nhá. Thế cháu một mình hay là còn có anh chị em không? Cháu với mẹ của cháu, nhưng mà mẹ cháu suốt ngày bám theo người là ông thôi. Thế á? Thế tuổi thân cháu lắm. Cô và cháu đấy. Hôm qua cô đi bán dưa xong là thấy cháu nằm ở dưới đường xong cô con cháu về đây cháu ạ. Cháu ăn cơm đi. Bà tìm cặp con cho cháu. Cô bà đây. Đây để cháu ăn cơm đi cháu ơi. Cháu ăn đi. Nát tôi cho cháu ăn đi bà. Vâng. Bà cũng gấp ăn đi. Ăn đi cháu ơi. Ăn đi bà ơi. Nè, cháu ăn đi chị nữa nhé. Có được thì không? Cho cô xé cho nhé. Nè, cô xé được thì rồi, ăn đi. Cô ăn nhé. Ăn hết. Ăn tiếp. Ăn đi. Ăn cho nó khỏe nhiều nhé. Con hôm qua chưa được ăn cơm nữa. Nhiều cơm lắm rồi. Thúc Thái đang ăn đi bà ơi. Vâng. Bà không ăn phải rô. Đây. Ăn thịt nữa, ăn thịt đi nhé cháu. Cố ăn nhé.
nha chú. Đứa nhỏ ăn ăn nữa đi. No rồi à? Ủa ăn nhiều mới khỏe chứ. Ăn mau nha chú. Không ăn nữa à? Ăn nữa đi. Không ăn à? Không ăn thì để cô cất giòn nhé. Chú nhỏ ơi, chó còn chưa đưa nước uống đây này. À, cô cất ở trong túi đấy, để cô đi lấy nhé, cho nhé. Chồng ngồi đây nhé. Cô với bà đi xuống dưới lập cái nền chòi nhé. Học đây bà ơi. Cái này đi, qua chỗ này đi. Đóng dính tay nhé bà. Bỏ tay.
luôn. Bây giờ mình đi đào đất luôn. Nặng lắm ô. Đứng theo chỗ. Đây với cô với bà vài hôm xong. Cùng hôm nào cô đi lấy cái gì bán xong cùng cô đi trong hỏi xem mới biết được mẹ cháu ở đâu nên mình mới biết đi tìm nhá. Đấy, ngồi đây nhá, để cô đi xuống dưới hộ bà làm nhá. Chưa đủ đất đâu bà. Đâu giấy đi.
Làm tròi, rồi thì làm bàn ghế, mình ngồi đây, mình cũng ghé ao, mình xem cá. Ngồi đây là không gió mát. Gió mát đấy, đúng ạ. Thế thôi. Được. Thôi cho ạ, dọn đồ đi. Giúp bà thêm các cây này đi nào. Nặng lắm. Mình đo xem dùng bao nhiêu dài cho mình lấy cây về chặt cái cây này nhẹ bà nhỉ. Vâng. Mình đo ở trong dưới là xem bao nhiêu dài bao nhiêu cây chặt cái cây này. Vâng. Làm đến dài từng này nhẹ bà nhỉ. Đây. Đây, chỗ này nhẹ bà nhỉ. Vâng. Cho mình đi chặt cây à? Chỗ đào hố đi, bà chặt.
đi cho con nó mà trời ơi. Được chưa? Đường lấy cái con này đi dừng lại xem. Ừ, lớp đất nhà bạn lớp đất làm bàn làm ghế mình ngồi đấy sao ạ. Ừ, bạn đi lấy cây về đâm thôi. Chỉ muốn một cây cây đen. Cái cây này đầm nó mạnh hơn đấy. Con nhỏ nó đây, mệt quá thì lên nhà đi. Không quạt cũng mệt được, lên nhà đi nhá. Bây giờ mình đo xong là đến cái nào xong mình chặt đây một tí tí nó nóng nó vào nó dễ hơn ấy. Ừ, cây đây cây này đo đây cái một cái đây xong là mình đo đi đến cái nào xong mình chặt chắc là cái này dài đây đã chở rồi chỗ. Dùng cái này bên đấy ra má ơi về đây hộ cho dưới tay mình đo cái này mình chặt
dưới này bỏ đất xuống cho hộ. Cái này thì lấy ra đóng trước, đóng xong thì sắp thủng thì mình mới lấy vào cột đóng. Thế thôi mình đi lấy cây về. Okay, làm đây, bác cây lên đây. Bác cây lên đây. Thank you.
Cháu ơi, lấy nước cho cô với bà uống với. Xong chưa bà về cô ơi? Ừ, tí nữa. Cái bàn nữa. Bàn chưa làm. Còn cái ghế này nữa. Chưa xong đâu. Bà về cô ơi, cháu muốn đi tìm mẹ cháu. Ừ, cháu đi tìm thấy không? Mẹ đã bỏ rồi, cha không thấy, nó đi theo đàn ông khác rồi. Ở đây với bà thôi, với cô thôi nhá. Mà hôm nữa cô đi bán vịt xong là mình mới tìm nhá. Mai bà với cô đi bán vịt, cháu đi theo xem, hỏi xem người ta có thấy không nhá. Mai mình đi ra ngoài đi bán xem, hỏi xem ai có thấy không nhá. Buồn đấy nhá. Đừng buồn. Đến bây giờ cháu cất ấm bát lên nhà đi nhá. Nhà cho cô với bà làm một lúc là xong nhá. Làm vào lúc nữa xong rồi bà. Vâng. Nữa đi.
mắt vào cái quần đi. Chuyển sang bên dưới này bà. Bà dưới nha bà. Thank you.
chưa? Mình chặt cái cây làm cái bàn nhà bà nhỉ? Vâng. Đo xem. Cái này được cho nó dễ, cái này bằng không mọi người đem cái này ngồi nhìn. Cái này
xong rồi. Thế được rồi. Nó nằm trên tóc của cô này. Đấy. Thấy không? Ba không? Thế được rồi nhỉ? Bây giờ mình dậy đây nhảy. Ừ. Vào. Bán. Nuôi lâu lắm rồi. Cho bà nhé, bà đi đan nhé.
ở bạc đan để sáng mai nhất được đi bán. Chắc sáng mai mình đi bán vịt nữa. Để cháu đi tìm mẹ cháu có thấy không nhá. Thế ba ơi, đi chợ bán vịt có xa không? Xa đấy, đi bộ đấy. Đi cả một buổi, nhiều buổi sáng đấy. 2 tiếng. Thế ba cho cháu đi theo mình nhá. Vâng, cho cháu đi theo để cháu đi tìm mẹ nhá. Vâng. Không biết sáng mai mẹ cháu có ra chợ không, gặp được hay là không được thì số thôi của cháu nhá. Bà cũng không biết giúp cháu đi đâu mà tìm được thấy mẹ của cháu đâu. Vâng. Sao bà biết đan đẹp thế? Ừ, bà từ nhỏ bằng cháu thì bà học rồi. Thôi bà ăn xong rồi, đem tí thức ăn cho vì rồi mình bắt vài con đi bán. Đây là người chở đấy. Vâng, bà lấy rồi. Huh?
rồi mình lên thay quần áo đi. Thank you.
Trả hết mà bốc bách đồng lẻ lẻ rồi là đẻ ra tôi là sang. Ôi giời ơi, rẻ quá đúng không nào bà con. Thank you.
Công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lytic trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lytic vừa bỏ giấy khai sinh giấy khoe ép công nghệ cao cái gì cũng được to tiền nhau hết đi gì cho bà con quá nhiều trong buổi chợ ngày hôm nay. Đấy là buổi chợ hiếm hoi ngày hôm nay thôi là cái gì cũng 39.000 đồng. Dưa hấu cân bao nhiêu đấy? Dưa hấu cái gì lấy mà muốn nhặt cái gì nhỉ? Bò bé bằng tiền. Máy sấy tóc, che thuốc nhựa đây 39.000 đồng. Búa gỗ, búa che đây 39.000. Vâng, một bó búa 50 đô. Chương trình giảm giá cho bà con cô bán nhà mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Tất cả các sản phẩm là cứ 39.000 một thứ. Cứ 39.000 một thứ là bà con cô bán nhà mình nào muốn nhặt cái gì thì nhặt. Không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Đây là 39.000 đồng thôi. Gần 500 sản phẩm như quy tụ cho thành ý giảm giá đấy ạ. Đồng giá 39.000 chơi, không phải hỏi giá, cứ nhặt thoải mái luôn, bốc thoải mái ạ. Cái gì cũng 39.000 ạ. To bé bằng tiền nhau hết đấy, to bé bằng tiền nhau hết cái gì đấy, cho chúng mấy nghìn trong người trả ngày hôm nay 39.000 là không phải hỏi giá, không phải hỏi giá rổ nhôm to thì 39.000 cái, giá rổ nhôm bé thì 39.000 một đôi, tất nhiên đồng ạ. 78.000 đấy, bình rượu 5 lít này 39.000 đồng, ca thủy tinh 39.000, bát thủy tinh 39.000. Trời còn không mệt. Xa không? Ba ở đây là đi xa lắm chứ. Giờ mình lên cái nhà này. Ngồi dưới này nhà bà nhỉ? Ngồi đây có gió nhiều hơn. Cô lên nhà đấy ra về phải khóa nhé. Thank you.
quạt mình kéo nhé. Đấy, bà là có cảm thấy mát không? Mát đấy. Cho quạt thế này mát lắm. Nhưng mà cháu mỏ tay đấy. Đây, cô thái được quạt này. Ăn đi cháu. Bà. Vâng. Sáng nay đi hỏi cháu người ta có thấy mẹ của cháu không thì họ bảo không thấy, thì cháu cứ ở đây với bà với cô một thời gian xem mẹ cháu thương cháu thì nó tự về tìm đến cháu nhá. Vâng. Thế quả ăn đi. Cứ ở đây với cô với bà nhé. Một thời gian xong là xem mẹ của cháu có thể tìm không nhé. Trời ơi, bỏ vô hấu đi. Con cá biết to này bày. Ừ. Nhiều con cá to lắm. Ui, đỏ nhé ba nhỉ. Ừ. Ngày mai mình mua con da bé này đủ con dế này bà nhỉ. Vâng, con da này to lắm. Bà với cháu ăn dưa đi. Ừ, lấy dưa ăn đi cháu. Cháu lấy dưa ăn. Một cây bao nhiêu? Ừ, một lạng. Bây giờ cân bao nhiêu đấy bà? Một lạng. Đây, quả cắt đây xong là mang ống chén lên trên đi rửa. Đúng rồi. Cũng như kiểu lau nước xuống đây uống. Ngân thử cái bộ quần áo này có vừa không á? Ừ, này đang vừa nhỉ. Bố sang đây bà ngắm xem có đẹp không. Đẹp. Ngồi đây uống nước đi. Vừa lắm. Bà nước bà uống nước. Món thịt quả trên chỗ. Nó đi chỗ. Thế bà có vừa không? Bà. Vừa. Ôi nhè, áo này đẹp nhè. Có cả con gấu nó nhìn xinh thế. Nhìn cháu vẫn là buồn, tìm không thấy mẹ nhỉ. Buồn.
này đi chợ chưa được quét. Bà làm gì đấy bà? À, bà đừng làm cái xích đu cho cháu nhỏ kia, thế nó buồn, tìm không thấy mẹ nó buồn lắm. À, bà đây làm nhé, vâng. Cháu đi giặt ít quần áo nhé. Vâng. Cái này này cháu ơi, cái này nó phải vi khuẩn tận bụi đi hết. Gò thế này này mới sạch nhá. Ừ. Sạch vi khuẩn đi hết. Ở nhà còn giúp mẹ giặt như thế này không?
Đào một lúc nữa bà. Đào xong thì mình tôn cột. Tôn cột xong. Mỏ thì lên trên bàn nghỉ. Lên lấy nước cho bà với cô uống hả? Ôi chắc ta như thế được rồi bà. Sâu lắm rồi. Sâu lắm rồi á? Vâng. Sâu mới chắc. Bây giờ mình cho cái cây này cắt nhà bà nhỉ? Cái cột này này. Cho cột cắt đi. Để ba đi rửa tay đã. Cô lại uống nước gì? Nhưng mà tay cô bẩn quá, nấu cơm cho cô uống. Cô cảm ơn cháu nhé. Cháu mới ra uống nước. À, cảm ơn cháu.
cháu dùng dao à, dùng dao lấy đi cho bà dùng dao chặt cái cây này. Cái này không đủ dùng. Cháu đi lấy đi người đó. Đi người đệ. Đóng cái viên này xuống rồi. Bà đi lấy thép. Cây này buộc bên ngang này, không phải cứ bỏ cột xuống hố thì cao quá buộc không đến. Chiều rộng bao nhiêu cho xem. Lấy thép lấy dê kia buộc. Đưa lên cho bạn. Quấn một phát nha. Trên này bà lên được chưa, bà lên đây hộ giữ hộ cháu với. Ờ, cháu lấy dây buộc không phải chứ cao quá thì buộc không đến. Cháu
mình dựng lên này. Mấy con đá bỏ vào ở đỉnh dưới này mới chắc. Đi xuống đây mát, đây tôi dâm mát này đấy, chúng ta đi làm một lúc cô làm cô với bạn làm một lúc là xong. Dài quá, vậy cháu đi lấy dao đi. Chặt nó cho nó ngắn hơn, quấn nó dễ hơn. À. Cắt đến đây. Thế được rồi bạn, chắc lắm rồi. Bây giờ mình buộc xem. Em Hà với cô làm cho cháu đu xem. Xem cháu lên đu xem có bao không, xem có cao không. Em nhá, từ từ nhá, ngã nhá. Có bên cao bên thấp không, có bằng không? Có.
và đu cho nào. Em không? Cháu. Mắt không? Nhìn cháu có vẻ thích nhỉ. Đu thế thôi à, cháu ạ. À? Cây chặt cái chặt cái cây này, cây đấy. Chặt cái gốc này. Cái này bà ngồi ra để cháu đẩy. Bà ngồi thử. Ừ nhỉ. Em thích không bà? Ừ, êm lắm. Mát lắm. Ừ. Bà cũng ngồi được nhỉ. Ừ. Có mát nhỉ bà nhỉ? Không. Được rồi cháu. Cháu về đây đu xem nào. Vâng. Xem đu xem có mát không. Tôi nhảy mát thật nhỉ. Em không có. Ừ em chứ. Ừ thế này thì cháu bây giờ thích rồi nhỉ. Có thích đu rồi. Bây giờ không buồn nữa nhá. Cô với bà làm cho rồi nhá. Đu như thế được rồi. Bây giờ cháu lên ngồi đi. Cô với bà dọn cái đồ cho là đổ ít chỗ cỏ này. Che hết hoa rồi. Em quá bà ơi, dạy cô ơi. Ừ, em cứ đu đi. Vâng. Em cứ đu nhá. Vâng. Bà con không được đu cháu đâu. Có đồ chơi rồi. Về buồn nhá. Cô lên cất đồ nhá. Sao để ba sang đây thì khó.